Việt Nam có thêm một huy chương ASEAN ở môn Kurat. Trận tứ kết hạng cân 87kg nữ, tuyển thủ Kurat Việt Nam Võ Thị Phương Quỳnh đã giành chiến thắng trước đối thủ Turkmenistan, qua đó đảm bảo sẽ có ít nhất một huy chương đồng tại kỳ Á vận hội năm nay. Trong khuôn khổ môn Kurat ASEAN 19, hạng cân 87kg nữ, có 10 võ sĩ đăng ký tham dự. Theo bốc thăm của ban tổ chức, Võ Thị Phương Quỳnh thi đấu trận đầu tiên ở vòng tứ kết. Đối thủ của cô là Jahan Muhammedova, võ sĩ rất mạnh người Turkmenistan. Đây cũng là trận tứ kết cuối cùng ở hạng cân 87kg nữ. Bước vào trận đấu gặp Jahan Muhammedova, Võ Thị Phương Quỳnh đã thi đấu rất tốt. Cô liên tiếp hạ đối thủ bằng những đòn vật để giành chiến thắng sớm. Kết quả này đưa võ sĩ Việt Nam bước vào trận bán kết giải trong giờ thi đấu buổi chiều gặp Zahra Bakhri, một nữ võ sĩ người Iran. So với Phương Quỳnh, Zahra Bakhri được đánh giá cao hơn ở kinh nghiệm và đẳng cấp thi đấu. Một năm trước cô từng giành huy chương vàng giải vô địch Kurat thế giới, huy chương bạc giải vô địch Kurat châu Á. Trước một võ sĩ quá mạnh, Phương Quỳnh đã không thể làm nên bất ngờ. Cô để thua 3 điểm và nhận thất bại chung cuộc. Với thành tích lọt vào bán kết môn Kurat, Phương Quỳnh giành huy chương đồng chung cuộc tại ASEAN 19. Cô hiện là thành viên của đội judo và Kurat Bà Rịa Vũng Tàu. Đến ASEAN 19, đội tuyển Kurat Việt Nam có 8 thành viên, gồm 2 huấn luyện viên và 6 võ sĩ. Phương Quỳnh cũng là vận động viên cuối cùng của Kurat Việt Nam thi đấu. Kurat là môn võ vật đứng có nguồn gốc từ Trung Á, mang nhiều đặc điểm giống judo. Tại Việt Nam, các vận động viên Kurat thường chuyển từ judo sang thi đấu. Môn võ này bắt đầu được đưa vào chương trình các kỳ đại hội thể thao từ ASEAN 18 2018 và SEA Games 30 2019.